chào. Rất vui vì đã được gặp lại các bạn. Nóng lên toàn cầu, tiếng Tây là Global Warming hiện là một trong những vấn đề được quan tâm nhiều nhất bởi các nhà hoạt động môi trường cũng như chính phủ các nước. Và trong cái tiết trời mà nhiệt độ cứ đang làm chim cò của anh em dần co lại đến mức tiêu biến như thế này, thì đây xem ra là một chủ đề rất hợp thời tiết. Chào mừng đến với video Nóng lên toàn cầu, thảm họa nhân tạo thay trò lửa thế kỷ. Nóng lên toàn cầu là gì? Trước hết, nóng lên toàn cầu hay biến đổi khí hậu là khái niệm chỉ sự gia tăng nhiệt độ trung bình của hệ thống khí hậu trái đất quan sát được với quy mô thế kỷ và những ảnh hưởng của nó tới con người và môi trường sống. Vào năm 2013, báo cáo đánh giá lần thứ 5 của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu IPCC đã đi đến kết luận rằng rất có thể những tác động của con người là nguyên nhân chính gây ra sự ấm lên toàn cầu quan sát được kể từ giữa thế kỷ 20. Trong số những tác động của con người vừa đề cập thì tác nhân quan trọng và đáng gờm nhất chính là sự phát thải khí nhà kính, một loạt những khí có khả năng hấp thụ các bức xạ sóng hồng ngoại phản xạ từ bề mặt trái đất khi được chiếu sáng bởi mặt trời, sau đó phân tán nhiệt lại cho trái đất. Nói cho dễ hiểu thì những tia sáng từ mặt trời sau khi chiếu xuống mặt đất sưởi ấm cho những tâm hồn đẹp trai khoai lang như tớ chẳng hạn sẽ bắn ngược trở lại vào vũ trụ. Tuy nhiên, chúng bị giữ lại bởi khí nhà kính và khiến cho trái đất ấm hơn khoảng 33 độ C so với khi không có khí nhà kính. Ừ, thế té ra khí nhà kính rất tốt cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Đúng vậy, khí nhà kính khiến trái đất trở thành một hành tinh ấm áp. Tất nhiên là với một lượng vừa phải, quá nhiều khí nhà kính sẽ khiến nhiệt độ trái đất tăng dần, làm tan chảy toàn bộ băng trên các đỉnh núi cao cũng như ở hai đầu cực, thu hẹp không gian sống của con người cũng như gây ra những trận đại hồng thủy thực sự. Và theo như IPCC thì các hoạt động sử dụng nhiên liệu hóa thạch, các hoạt động công nghiệp và nạn chặt phá rừng đang là những nguyên nhân chính gây nên sự gia tăng dân số của các loại khí nhà kính từ CO2, CH4, N2O, O3 cho đến các khí CFC trong khí quyển. Trái đất đang nóng lên như thế nào? Rất chậm, nói ngắn gọn là như vậy. Vẫn theo như báo cáo đánh giá lần thứ 5 của Ủy ban Liên minh Chính phủ về biến đổi khí hậu, kể từ năm 1880 đến nay, nhiệt độ bề mặt trung bình trên toàn cầu mới chỉ tăng vỏn vẹn 1,1 độ C. Riêng trong thế kỷ 21, con số này được dự đoán sẽ tăng khoảng từ 0,3 cho đến 1,7 độ C trong viễn cảnh sự phát thải khí nhà kính là thấp nhất và từ 2,6 đến 4,8 độ C trong viễn cảnh phát thải khí nhà kính cao nhất. Những con số này được thừa nhận bởi Viện Hàn Lâm của nhiều nước công nghiệp hóa, đồng thời chưa bị bác bỏ bởi bất cứ tổ chức nghiên cứu khoa học cấp chính phủ hay liên chính phủ nào. Về khía cạnh cá nhân, 97 trên 100 nhà khoa học đang nghiên cứu về biến đổi khí hậu đồng ý với kết luận của IPCC. Tác động của biến đổi khí hậu. Ở đâu không biết, chứ nếu là một người Việt Nam và đã từng xem thời sự thì bạn sẽ không lạ gì những tác động vô cùng khốn nạn của biến đổi khí hậu. Đó chính là bão chồng bão, lũ chồng lũ, hàng nghìn người chết và thiệt hại hàng trăm nghìn tỷ đồng mỗi năm. Đó là những gì đã và đang xảy ra ở hiện tại. Trong tương lai, mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn. Hãy nhớ rằng, nhiệt độ tăng và băng tan đã khiến mực nước biển trung bình trên thế giới dâng lên 6cm trong thế kỷ 19 và 19cm trong thế kỷ 20. Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ NOAA dự báo con số tương ứng của thế kỷ 21 sẽ là từ 0,3 cho đến 2,5m. Xa ra chút nữa, trong vòng tối đa 4.000 năm tới, toàn bộ băng tuyết trên toàn cầu ước tính khoảng 30 triệu km khối, chủ yếu nằm tại hai đầu cực và Greenland sẽ tan chảy, đẩy mực nước biển dâng cao thêm 70 mét, tương đương với một tòa nhà 20 tầng. Và hãy vui lòng nhớ rằng 1/2 dân số thế giới, hơn 3,5 tỷ người, đang sinh sống tại những vùng đất ven biển. Khi này, 99% các quốc đảo và những quốc gia ven biển có lãnh thổ chỉ cao hơn mực nước biển vài mét sẽ biến mất. Hàng tỷ người sẽ phải lang thang như zombie trong Walking Dead vì mất nhà cửa. Trong số đó sẽ có rất nhiều triệu người Việt Nam. Bởi theo đánh giá thì Việt Nam đứng hạng 4 trong danh sách các quốc gia có rủi ro cao bị thu hẹp lãnh thổ do nước biển dâng sau Trung Quốc, Ấn Độ và Bangladesh. Theo sau chúng ta là các bạn Indonesia, Nhật Bản, Ai Cập, Hoa Kỳ, Thái Lan và Philippines. Nhỏ nhất chắc phải là Maldives khi 100% dân cư ở quốc này sẽ phải chèo thuyền đi tìm chỗ tái định cư.
nóng lên toàn cầu, thảm họa nhân loại hay trò lừa thế kỷ. Trước khi đi vào nội dung chính thì tớ muốn lưu ý rằng những thông tin dưới đây chỉ mang tính tham khảo và nghe cho biết. Nhiều thông tin chưa được kiểm chứng và chấp thuận bởi cộng đồng khoa học quốc tế. Trước hết thì chuyện nóng lên toàn cầu là một vấn đề không ai bàn cãi. Nóng lên toàn cầu là có thật. Chúng ta, những người trẻ, sống chưa lâu, thậm chí cũng có thể cảm nhận được điều đó. Bằng chứng là 16 trên 17 năm nóng nhất lịch sử từng được ghi nhận đều thuộc về thế kỷ 21. Và món trứng ốp la đã có thể chế biến dưới lòng đường của Việt Nam. Không một ai ngu ngốc đến nỗi phủ nhận chuyện chân thế nơi chúng ta đang sinh sống, đang nóng lên từng ngày. Điều đáng bàn ở đây là nguyên nhân thực sự, nguyên nhân chính xác của cái sự nóng lên toàn cầu này là gì? Ai cũng biết rằng, mỗi khi bị ốm, tức cảm cúm thông thường, nhiệt độ cơ thể sẽ tăng cao và chúng ta thường sẽ tìm mọi cách để làm giảm đi cơn sốt này. Thế nhưng, không phải ai cũng biết rằng việc gia tăng nhiệt độ cơ thể không được gây ra bởi mầm bệnh, tức virus cúm, mà bởi chính hệ miễn dịch của chúng ta. Khi cơ thể có dấu hiệu bị xâm lược bởi mầm bệnh, hệ miễn dịch ngay lập tức gửi văn bản hỏa tốc yêu cầu tất cả các cơ quan trong cơ thể tăng nhiệt độ của mình lên. Điều này tuy không tiêu diệt được toàn bộ mầm bệnh, thế nhưng lại ngăn chặn được sự sinh sôi của rất nhiều loại virus, vi khuẩn vốn không chịu được nhiệt. Điều đó có nghĩa rằng ngay lúc này mầm bệnh có thể vẫn đang làm tổ trong cơ thể bạn, tuy nhiên với một số lượng mà ông não ông ấy nghĩ là có thể kiểm soát được. Từ đây có một thuyết âm mưu. Nói thuyết âm mưu thì nghe nó hơi nguy hiểm và không đáng tin, thế nên tớ sẽ gọi nó là giả thuyết. Giả thuyết đó cho rằng trái đất có bản chất như một cơ thể sống khổng lồ, và với tương quan đó thì con người và muôn vàn sinh vật khác là những loài ký sinh, những con virus trên cơ thể còn trái đất. Và khi số lượng virus người bùng nổ trở nên khó kiểm soát và gây ra những hậu quả ngày càng đáng ngại, trái đất sẽ tăng dần nhiệt độ cơ thể lên để giết bớt cũng như kìm hãm sự phát triển của loại virus mang tên human. Nếu áp dụng giả thuyết này thì ta dễ thấy rằng trái đất là hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời hoặc thậm chí là trong cả vũ trụ đang mắc bệnh, một căn bệnh mang tên con người. Đây cũng chính là suy nghĩ đã thúc và đẩy tên nhà giàu hoang tưởng Richmond Valentine tìm cách thay trái đất làm công việc dọn dẹp của mình. Nếu bạn thấy những điều tớ vừa nói quá hư cấu và khó tin thì mời đến với thuyết âm mưu tiếp theo. Thuyết âm mưu này vẫn khẳng định rằng nóng lên toàn cầu là có thật. Chỉ có điều, thay vì được gây ra bởi con người, các nhà thuyết học cho rằng chúng là một xu thế biến đổi thời tiết rất chi là bình con nhà bà thường của trái đất. Có lúc lạnh dần thì phải có lúc nóng lên thôi. Huống hồ 1-200 năm nó cũng chả thấm vào đâu so với quãng đời 4,5 tỷ năm của cụ trái đất. Vẫn theo các thuyết âm mưu ra, lượng CO2 được cảnh báo là đang tăng lên từng ngày, vừa không phải là một vấn đề đáng lo ngại, vừa chẳng phải được tạo ra bởi con người. Cùng với đó, những cuộc họp về biến đổi khí hậu hàng năm chỉ là chiêu trò của chính phủ hòng kiểm soát người dân và kiếm bộn tiền từ hơn 7 tỷ người thông qua việc đánh thuế những mặt hàng thiết yếu như than đá hay xăng dầu. Bản thân sự đồng thuận khoa học về sự nóng lên toàn cầu thì được cho là được phát minh ra bởi các nhà khoa học, hoặc ít nhất là bị bóp méo bởi nhiều thế lực khác nhau. Những nội dung này đã từng được tớ trình bày trong video Top 10 thuyết âm mưu điên rồ và gây sốc nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, những thứ sau đây thì chưa từng được nói ra. Thứ nhất, tháng 7 năm 2003, Thượng nghị sĩ James Inhofe từng phát biểu trước Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ về vấn đề môi trường và dịch vụ công rằng với tất cả cơn cuồng loạn, tất cả sự sợ hãi, tất cả những sự khoa học giả tạo, phải chăng sự nóng lên toàn cầu nhân tạo là trò lừa đảo vĩ đại nhất từng xảy ra đối với người Mỹ? Fuller Hess Coalition, gọi tắt là CHC, tạm dịch cho vui là Liên hiệp những cái đổ lạnh, một tổ chức phản đối sự đồng thuận khoa học về nóng lên toàn cầu, thì đồng ý với quan điểm rằng cuộc đàm phán về nóng lên toàn cầu của Liên Hợp Quốc là một âm mưu phức tạp, và rằng hàng trăm nhà khoa học đang ngày đêm ủng hộ vấn đề nóng lên toàn cầu cốt cũng chỉ là để bảo vệ và duy trì khoản tiền tài trợ khổng lồ cho những nghiên cứu của họ. Và năm 2006, William Gray, giáo sư danh dự khoa khoa học khí quyển trường Đại học bang Colorado của Mỹ, cho rằng nóng lên toàn cầu đã trở thành một vấn đề mang tính chính trị. Ông cho rằng người Mỹ không còn kẻ thù nào sau khi kết thúc cuộc chiến tranh lạnh với Nga, và vì thế họ dặn ra cái gọi là nóng lên toàn cầu để thực hiện các ảnh hưởng chính trị, cố gắng giới thiệu chính phủ thế giới và kiểm soát người dân. Trái với quan điểm này, năm 2012, ông Donald Trump, khi này còn chưa làm tổng thống, lại cho rằng
khái niệm nóng lên toàn cầu được tạo ra bởi người Trung Quốc và cho người Trung Quốc để khiến các nhà máy của Mỹ không còn là đối thủ cạnh tranh. Quay lại năm 2007, Martin Durkin, một nhà sản xuất chương trình truyền hình người Anh, thì gọi nóng lên toàn cầu là một ngành công nghiệp tỷ đô toàn cầu được tạo ra bởi những nhà hoạt động môi trường cuộc tín. Vẫn liên quan đến các danh hiệu, John Coleman, nhà đồng sáng lập kênh truyền hình Weather Channel, aka dự báo thời tiết, gọi Global Warming là trò lừa đảo vĩ đại nhất lịch sử. Mới đây nhất, vào năm 2015, The Spectator, một tạp chí về chính trị, văn hóa và các vấn đề đương đại của Anh, mô tả chiến dịch biến đổi khí hậu là một âm mưu chống lại người nghèo. Xem ra thì không phải không có lý do để tin vào cái mớ thuyết âm mưu này nhé. Các bạn vừa xem xong video Nóng lên toàn cầu, thảm họa nhân loại hay trò lừa thế kỷ của Tô Đông Lạc Kỳ. Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Bạn nghĩ gì về hiện tượng nóng lên toàn cầu? Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ với bạn bè. Đừng quên subscribe để xem những video mới nhất từ channel của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.